Nếu bạn chưa biết là trong GTA có một căn nhà Adventure đó bạn, nó căn nhà của Tony Stark đó bạn, à, thanh niên bàn là đó bạn. Phải cực. Mình sẽ tới đó cho bạn xem thanh niên bàn là chúng ta để qua GTA mở thêm một cái tòa nhà Adventure nữa bạn. Và chạy tới nó khá là xa, nó kiểu như là nằm ở trung tâm thành phố vậy bạn. Đấy, lại tới rồi nè bạn, mấy bạn nhìn nè bạn. Bên đây khá là to, bên đây nhìn không rõ bạn ơi, mình sẽ qua bên đây bạn. Ok bạn coi nè bạn. Ok, không nói nhiều nữa bạn, đây mấy thanh niên ở đây, mình sẽ lên nhà review cho bạn coi ha. Cút ra coi. Ủa má mày, không biết tao đang review hả? Mang đĩ này. Cái thế nhỉ? Đập trên mặt cút ra đây. Vô. Tới rồi nè bạn ơi. Đây là các bạn cái chỗ mà để máy bay trực thăng đáp xuống nè bạn. Chút nữa mình sẽ đi mình lấy chiếc máy bay trực thăng mình đáp xuống cho bạn xem ha. Khá là ngầu luôn. Cái này là gì các bạn? Mình cũng không biết nữa. Kiểu như cái đường đi thôi bạn. Ở đây không biết đi xuống được không? Đi xuống té. Có kính không? Ok bạn, lên review lại hết bạn. Lỗi kỹ thuật. Là mình không biết ở đó là nó sẽ có kia các bạn ơi. Đi. Đây, ngon. Lên, mình sẽ... Chỗ này là chỗ đáp máy bay rồi đúng không? Một cái nhảy xuống cũng chết giống như hồi nãy các bạn. Không ngu. Còn đây là chính là cái chỗ thanh niên bàn là của chúng ta chế tạo ra những bộ sắt, bộ giáp sắt bàn là. Và cái máy cái này là các bạn có thể coi cái khúc kia là nó sẽ làm gì bay gì đó. Gì ta? Nó chỉ là một đơn thuần một cái dây là một cái máy tính. Còn đây là để chỗ chứa mấy bộ giáp bây giờ éo có bạn. Cái này mod này hơi bị lỗi. Vãi cực. Thôi vào đây một cái máy tính nè các bạn. Khá là ngon. Đâu nữa ta? Mình nhớ còn một chỗ. Ở đây trên đây các bạn. Trên đây các bạn phải sử dụng một cái mod gọi là mod bay các bạn ơi. Đấy. Bạn có thể thấy mình giờ mình như Superman luôn nè bạn. Superman nhưng mà đi tham quan tòa nhà của Tony Stark bạn. Ok, mình sẽ cho bạn coi từ tòa nhà này từ trên cao nha các bạn. Đợi mình xíu, bay xa quay lại mới nó mới đẹp bạn. Đấy bạn, nó hơi bị ngầu luôn các bạn. Còn trong mấy tòa nhà này cũng khá là lớn nè. Ngon, vai wood kìa. Đây là đằng sau của thanh niên tòa tháp Adventure nè các bạn. Mẹ, nó bị rớt, phải cực. Ôi, nữa. Đây là cái phần kế bên nó nè các bạn. Đục, nhìn ngang cũng đẹp lắm bạn ơi. Đáp xuống. Úi, hụt quá bạn. Mình phải là Iron Man mình mới đáp được. Mình phải bay lại thôi bạn. Đáp xuống cái đó không dễ đâu bạn. Nếu mà bạn ấy ủng hộ mình nha. Đây, đáp như Iron Man luôn nè bạn. Đi cái mất cái bộ giáp nè bạn nó. Đủ, đây là chỗ thanh niên anh Hút đập anh Lucky nè bạn. Thôi để coi mình có gì hả. Cái này giống như cái đồ dịch chuyển không gian trong Adventure and Game. Mà thật sự đây là một cái chỗ để ngồi thôi bạn. À cái gì á, dưới đó là gì á? Không biết luôn các bạn. Được, có khá khu sân thượng đi khá là ngầu. Đó, đi vòng. Chỗ này hả? Cái tủ lạnh đây hay là cái thang máy ta? Mình không hiểu. Còn chỗ này hả? Như cầu thang đi lên vậy. Mà đi lên éo được bạn. Cuộc sống mà. Pha cà phê bạn. Cái này là anh Tony Stark đi xuống pha cà phê. Anh Hút đánh đầu anh nhảy lên quýnh. Ôi giời, má. Ôi. Chậm thôi. Từ từ đi ngầu thôi bạn. Ui. Hình quá. Có cái mod ngon vậy cứ kêu. Mình sẽ lên cái đỉnh thử nha các bạn. Mình sẽ lên cái đỉnh như thế nào để mình coi. Xuống. Yes. Đây là cái đỉnh của cái tháp nè các bạn. Mẹ là Spider-Man lên đây là hết sảy luôn rồi, bẫy luôn mà. Rồi.
Ngon quá. Còn trong đây kiểu như cái thang đi lên á. Đủ. Có chụp được tấm hình không? Không được các bạn ơi. Thì chè quá ngầu. Đứng lên nhìn toàn cảnh thành phố luôn nè các bạn. Không nói nhiều nữa, mình sẽ lấy máy bay mình đáp mình thử nha các bạn. Mình đã khóa qua khu này nữa các bạn, cái khu khá là xa luôn các bạn. Bên tuốt bên đây thôi nữa các bạn. Quải lắm bạn. Rồi tới rồi, dừng. Ôi dồi ôi. Qua đây là mình sẽ bị 4 sao liền nha các bạn. Nó đâu ta? Cái máy bay đó ở đâu á, mình quên tiêu rồi. Thanh niên này chưa có bằng máy bay, không có lái máy bay xàm lắm thề. Đấy, hai chiếc máy bay ngon không? Hai chiếc máy bay khá là lớn là đây. Máy bay trực thăng đây mà các bạn. Ok. Lên. Đoán chết giờ. Các bạn, mình sẽ lái về các bạn ơi. Tuổi gì máy bay tao. Bay cao lên mà, bay cao lên. Chạy chưa có bằng lái máy bay các bạn. Bay chán lắm, bay nản lắm. Bay về nổ không đây. Khá là lâu luôn, bay về khá là lâu luôn các bạn. Rồi. Mình kiểu như băng qua nước của ta nên nó sẽ bị 4 sao rồi. Băng qua trái phép không có visa hay bắt bò. Sắp tới chưa ta? Sắp rồi bạn ơi. Ui, đừng nha, cho tao đáp lên thôi mày ơi. Cướp có cái này thôi mà. Con mợ nó, cho em về được không anh? Cho em về tàu thoát adventure của em được không? Nghe em không chịu đâu nha. Muốn chết mẹ anh về. Nhưng mà sắp tới rồi bạn ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Cao lên, không biết bay cao lên nổi không nữa. Địt con mèo ơi. Đi sợ. Sợ quá. Mày chưa có bay kia, muốn bay cao phết bạn ơi. Nó tin luôn. Sao hai cái bay, ơi, nữa kìa. Hình quá. Nó bắn hụt. Ôi nó kìa, Địt con. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi, si chay, cố lên si chay. Nó. Cái mày bị ngáo ha. Nó bị ngáo hả bạn ơi. Bay cao lên. Mẹ si chay khó chịu bạn. Mẹ, mình phải lên được cái tòa tháp. Đụng cái tòa tháp là hoàn thành nhiệm vụ. Nó đâu rồi? Đụng cái tòa tháp. Ít được. Mì. Cực khổ bạn. Ở đâu có máy bay nữa bạn. Ở đâu có máy bay cảnh sát nữa. Kế bạn, mình sẽ không lấy máy bay đó nữa bạn. Mình sẽ lấy máy bay này các bạn rồi. Máy bay không biết đáp được. Chắc chắn là không đáp được. Nhưng mà mình sẽ đâm vô bạn. Nó CJ có phi cơ riêng nè. Đó, ngầu vậy. Cứt luôn á. CJ nó vẫn chưa có bằng lái nữa. Phế thiệt. Cao lên. Rồi. Ui, hên quá. Bay cao lên. Muốn chip mơ. Đây. Dừng lại từ từ. Từ từ thôi. Mình giả bộ mình bay máy bay này là mình nhảy xuống dù các bạn. Hợp lý không? Bay cao lên xíu. Cao chưa ta? Chắc chưa đủ cao rồi. Nó sẽ chạy phế quá bạn. Hay là mình lái phế ta? Được bạn. Đây. Sắp tới cái nhà ở dưới kìa bạn. Mình sắp tới mình sẽ nhảy xuống nha. Ok. Nhảy đi. Cái này mình chưa biết nè bạn. Ừ, cái kiểu như có quảng trường nha các bạn. Ok, giờ mình cũng đã biết tới một cái quảng trường ở đâu đây nè các bạn. Quảng trường mà mình cũng không biết luôn các bạn. Cái này là quảng trường Nhà Trắng kiểu vậy các bạn. Đồ, vừa khám phá được cái adventure mà vừa khám phá được cái quảng trường này luôn các bạn. Đồ, ngon vậy. Ủa gì đứng ngoài vậy? Đứng ngoài má. Thôi tao đi đây là gì? Đúng cái thành phố luôn mày. Này, đi đây là gì? Ok. Thôi không gì hết bạn ơi. Chả gì hết. Ok, tập này mình đến đây thôi nè.